các bác nhá. Đây là em cưa đông man 133. Em thì em được 1m7 em cặp con cưa này. Các bác thì nó to vật vã này. Hôm nay dành cho những người nào mà gọi là chuyên đi bổ xẻ đấy. Chuyên hạ gốc bổ xẻ hàng vanh 200 trở lên. 85cc. Chứ mà em vẫn giật nổ được nhưng mà phải người khoảng 1m8 mới xài được. Mà tay to. Máy thì rất nhạy nổ nhá. Kẹp này dập nó, nó phải dứt khoát. Bao nhạy nổ.